Maï, oui. Quelqu'un qui a joué dans le séjour, on le demande maintenant. Oui, oui, pourquoi pas. Tu vois, ça m'en fait, silence. Oui, mais écoute. C'est Jamie, c'est tous. Monsieur, mesdames, Maïda m'a demandé au nom de la famille de vous remercier sincèrement de la présence de tous les amis qui ont consacré un temps précieux pour assister à la célébration du 70e printemps ou bâton de Monsieur Dame. La présence de chacun de vous est un honneur pour nous. Notre famille aimera porter un toast pour vous souhaiter une excellente santé et espérons que vous passerez une très bonne journée. En retour, mes chers amis, nous lui souhaitons aussi d'avoir une excellente santé, bon pied, bon œil, même jusqu'à 100 ans. Oh ouais, ouais, merci. Maintenant, je traduis un vietnamien pour ceux qui ne comprennent pas. Khoe kak anh chị và các bạn, anh chị Mai Đàm, có nhờ tôi thay mặt gia đình xin có lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu đến chung vui nhân ngày mừng sinh nhật 70 tuổi mùa xuân của anh Đảm. Hiện diện của mọi người là niềm vinh dự cho chúng tôi. Gia đình chúng tôi xin nâng cấp chúc sức khỏe quý khách và chúc quý khách có một ngày thật vui vẻ. Về phần chúng tôi chúc mừng anh và có một sức khỏe viên mãn, tai thính, mắt tinh đến tận 100 tuổi.